tất cả mọi người, thì chào mừng mọi người quay lại với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mã Vạch. Thì hôm nay công ty Thế Giới Mã Vạch sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đầu pin của máy Zebra ZD620. Thì mọi người cùng mình thay đầu pin nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đầu pin của máy này. Thì đầu tiên các bạn phải tắt nguồn của máy in, nhấn lúc này để tắt. Rồi sau đó các bạn bật nắp lên. Rồi, để tháo đầu pin các bạn nhớ cái nút này, cái cần gạt này, bạn cần kéo nó về bên tay phải, nó sẽ bung ra đầu pin. Đó, thì đầu pin sẽ rớt ra. Và mình chỉ cần kéo đầu pin ra được thôi. Nhớ trong quá trình lắp ráp thì các bạn nhớ đừng đeo đồng hồ hay là vật sắc nhọn để tránh ma sát vào cái đầu pin để gây ra xước đầu pin. Đó, thì đây mình sẽ tháo ba cái dây, hai dây một cái cần này. Mình sẽ rút ra. Đó. Và mình tiếp đó là mình tháo hai sợi dây ra. Mình nhớ tháo cẩn thận không nó đứt sợi dây. Rồi. Rồi. Sau đó mình sẽ thay cái đầu pin mới vào. Rồi, cái bước đầu pin mới bên đây thì mình cứ lặp lại cái bước lúc đầu mình tháo ra thôi. Sẽ lắp hai dây này trước. Lắp sát nó vào. Dây này cũng vậy. Thao tác mình cũng như ban đầu thôi. Rồi, sau đó mình chỉ cần đẩy kéo này về cho nó cái đầu bên này nó vào trước. Rồi. Rồi. Rồi, cái này mình chỉ cần nhấn này vào thôi. Đây, mình bạn chú ý, mình cần nhấn này vào. Kéo này ra này. Đó. Đẩy nó vào là cái này nó cố định lại. Là mình đã lắp xong đầu pin. Sau đó mình chỉ cần vệ sinh lại đầu pin là được. Rồi, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn xong cách thay đầu pin của ZD620. Thì nếu trong quá trình lắp ráp các bạn gặp vấn đề thì các bạn có thể liên hệ với công ty Thế Giới Mã Vạch qua số hotline 1900 3438 để gặp bộ phận kỹ thuật. Rồi nếu thấy video này hữu ích, các bạn có thể nhấn like và subscribe của kênh YouTube của công ty Thế Giới Mã Vạch. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.